Văn Học xin chào quý vị. Văn Học có mặt ở video này để mang đến cho quý vị một cơ hội xế một ngôi nhà với mức lợi nhuận lên tới 42% trong vòng 3 năm. Văn Học nhắc lại, con số đó là 42% trong vòng 3 năm nha quý vị, gấp 3 lần ngân hàng nha quý vị. Và tại sao với những con số đó? Thì hiện nay đó là một cái sản phẩm ở một cái dự án tại Novo Hồ Tràng. Dự án này chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh chỉ 90 phút thôi. Và việc ra một cái chương trình cam kết này dành cho quý vị, bởi vì hiện nay vấn đề dịch bệnh, pháp lý, xây dựng làm khách hàng rất là lo lắng khi sở hữu sản phẩm tại đây. Có thể khách hàng không yên tâm, thì việc ra một cái chương trình cam kết này để khách hàng có thể yên tâm lựa chọn sản phẩm, và đặc biệt cái sản phẩm này có thể thanh khoản cho quý vị trong vòng 2-3 năm và mức lợi nhuận tối thiểu cho quý vị là 42% cho quý vị. Và cái việc sở hữu sản phẩm này thì có những cái điều tuyệt vời bởi những yếu tố hạ tầng như sân bay quốc tế Long Thành. Sân bay này sức chứa 100 triệu khách một năm, sẽ mang lượng lớn du khách đến với Hội Tràng. Cái thứ hai, cao tốc Bến Lức Long Thành. Cao tốc này thì kết nối sẽ giúp với 3 tỉnh miền Tây kết nối với Hội Tràng một cách cực kỳ thuận lợi. Cái thứ ba đó chính là cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu này sẽ được khởi công vào năm 2023 và năm 2025 sẽ hoàn thiện, giúp kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh về với Vũng Tàu cực kỳ gần. Và cuối cùng đó chính là Safari Hội Tràng. Safari này có 600 hectare và nó một cái safari lớn nhất miền Nam Việt Nam, nằm ở ngay đường đường cho Phúc Bửu. Tất cả những yếu tố hạ tầng tốt như vậy, tuyệt vời như vậy mà nằm ở ngay tại dự án Novo Hồ Tràng thì không có lý gì mà quý vị không sở hữu. Và những thông tin Văn Học chia sẻ với quý vị ngay sau đây đi chi tiết hơn về những cái chương trình cam kết cũng như cái mức cam kết vận hành lợi nhuận để quý vị có thể nắm. Mời quý vị cùng đón xem. Quy mô 100 hectare thì khu ngoài biển này chính là những căn biệt thự. Sản phẩm tại đây thì có giá từ 12 cho đến 19 tỷ đồng một căn. Tiếp theo là trục shop house đường biển. Như Văn Học chia sẻ với quý vị, diện tích của nó là 6x26 thì đang có chương trình cam kết cho thuê 70 triệu đồng một tháng. Chương trình cam kết 70 triệu đồng một tháng thì chỉ còn một ít căn thôi nhé. Quý vị nào có quan tâm thì hãy liên hệ sớm nhé. Tiếp theo đó là khu 3, những căn biệt thự trên đồi view nhìn ra biển. Những sản phẩm tại đây thì cũng có giá trên 10 tỷ đồng một căn. Và đặc biệt đến với khu 4, 5, 6. Đây là khu 4, đây là khu 5 và đây là khu 6, chính là những căn nhà phố biệt thự tại đây. Thì hiện nay khi quý vị booking những sản phẩm biệt thự tại đây thì diện tích nhỏ nhất từ 8x20 thì đang có giá khoảng 7 tỷ đồng một căn. Chương trình cam kết lợi nhuận 14% một năm. Và khi quý vị chọn gói cam kết 3 năm thì quý vị sẽ sở hữu được 42% lợi nhuận. Tiện ích tại Novo Hồ Tràng là cũng cực kỳ nhiều cho quý vị. Khu vực này chính là hồ bơi nước mặn, sẽ được khai trương vào khoảng ngày 20-21 tháng 11 này. Liền kề của nó chính là khách sạn M Gallery của tập đoàn Accor. Tiếp theo, khu công viên nước, khu vui chơi Tinker Park, 8,5 hectare. Và tại đây, quý vị sẽ có những cái dòng sông kayak. Đây là khu vực dòng sông kayak sẽ chảy quanh những ngôi nhà, rất là tuyệt vời nha quý vị. Tiếp theo, đây chính là khu vực Organic Farm. Đây là khu vực Kid Farm. Sau đây là những cái khu cà phê ven hồ. Hoặc đây là khu cà phê ven hồ. Khu vực này tiện ích của nó cực kỳ nổi bật, đó chính là cái hồ cảnh quan. Và có những cái khu vực cưỡi ngựa hoàng gia, liền kề với nó là khu thể thao. Khu vực kế bên này thì có quy mô là 40 hectare, nhưng mà phần lớn là dành cho tiện ích nha quý vị. Sau khi đi qua mặt bằng thì Văn Học sẽ cùng quý vị đi vào cái mẫu nhà chủ yếu của khu 4, khu 5 và khu 6. Tại đây thì có rất là nhiều mẫu nhà cho nên Văn Học sẽ lướt qua nha quý vị. Quý vị nào có quan tâm chi tiết đến những mẫu nhà này thì quý vị có thể xem lại ở phần mô tả phía dưới, cái phần toàn cảnh Novo Hồ Tràng sẽ có những mẫu nhà tại đây nha quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mẫu nhà của khu 4. Tại đây dòng sản phẩm chủ đạo 8-20 và 10-20. Thiết kế của nó là một trệt, một lầu và 3 phòng ngủ. Đây cũng là một dòng sản phẩm 8x20. Rất nhiều mẫu thiết kế nha quý vị, rất nhiều mẫu nhà để quý vị lựa chọn. Đây là một mẫu thiết kế 10x20. Đối với mẫu này thì thiết kế của nó là chỉ có trệt thôi, không có lầu nha quý vị. Với những cái màu tại đây thì nó sẽ tương ứng với cái mẫu nhà tại khu vực đó. Rất nhiều mẫu thiết kế để quý vị có thể lựa chọn những ngôi nhà yêu thích của mình. Đây là mẫu thiết kế 15x30 của khu 4, trông rất là tuyệt vời quý vị ạ.
Sau khu 4, Văn Học sẽ cùng quý vị đến với khu 5. Đối với khu 5 thì vị trí nằm tại khu vực này. Tại đây dòng sản phẩm chủ đạo cũng là 820 và 1020, cùng rất nhiều mẫu thiết kế dành cho quý vị. Đây là một dòng sản phẩm 12x20, rất là đẹp. Quý vị có thể thấy với một cái thiết kế này, ban công rộng và thoáng, đón nắng đón gió cực kỳ nhiều. Phía dưới là một mảng sân vườn rất là tuyệt vời quý vị ạ. Đây là dòng sản phẩm 15x20. Đây là những căn góc của khu 5. Và bây giờ Văn Học sẽ cùng quý vị đến với cái khu cuối cùng, đó là khu 6. Khu 6 thì có vị trí tại đây. Khu 6 này dòng sản phẩm là 820, 620 và 1020. Đây là những căn 8x20 biệt thự song lập. Còn đây là dòng sản phẩm biệt thự đơn lập 10x20. Đây căn góc 15x20. Và cuối cùng là những căn nhà phố với số lượng giới hạn chỉ gần 300 căn thôi. Giá trị thì cực kỳ tốt, dưới 5 tỷ là quý vị có thể sở hữu căn nhà phố tuyệt đẹp tại đây rồi. Thiết kế cũng rất là tinh tế nha quý vị. Một trệt, một lầu, 3 phòng ngủ. Để quý vị lần đầu tiên quan tâm đến sản phẩm Novago Tràm có thể hình dung ra cái vị trí, cái thực tế tại dự án thì Văn Học có một cái video này để gửi đến quý vị. Đây là hình ảnh thực tế tại dự án đang được triển khai. Khu vực hình ảnh quý vị đang xem chính là khu đồi, những căn biệt thự đồi view xét nhìn ra biển, và phía biển là phía sau lưng của quý vị đang nhìn nhé. Qua khu đồi này sẽ đến cái khu dòng sông Lagoon. Đây là khu 4. Tại đây dòng sản phẩm chính đó là 820, 1020. Đi qua khu 4 thì chúng ta sẽ đến với khu 5. Khu 5 tại đây thì cũng có dòng sản phẩm 820, 1020. Đặc biệt khu 5 này nó sẽ có rất nhiều dòng sông kayak chảy qua đây nha quý vị. Qua khu 5 thì chúng ta sẽ đến với khu 6. Khu 6 tại đây thì cũng có những dòng sản phẩm chính đó là 620 nhà phố, 820 biệt thự song lập, 1020 biệt thự đơn lập. Và những hình ảnh cánh cò tại đây quý vị có thể thấy không ạ? Trông rất là tuyệt vời, rất là bình yên. Phía sau lưng chúng ta chính là rừng Bình Châu Phước Bửu nha quý vị. Hình ảnh quý vị đang xem chính là khu Ti Cơ Bạc nha quý vị. Đây là một khu vui chơi duy nhất tại cung đường Hồ Tràm này. Sắp tới nó sẽ được khai trương vào khoảng giữa năm sau. Khi đi qua khu Ti Cơ Bạc này, chúng ta sẽ về với những căn shop house trục đường biển. Tại đây có 10 căn shop house trục đường biển cũng đã được hình thành lên rồi, và có một số căn đã đưa vào khai thác rồi. Đi qua khu shop house chính là khu vực của những căn biệt thự khu biển, những căn 1220, 1230, trông rất tuyệt vời. Và phía xa của chúng ta chính là khu hồ bơi nước mặn rộng 5000m. Như Văn Học cũng đã chia sẻ với quý vị, hồ bơi này sẽ được khai trương vào ngày 20-21 tháng 11 sắp tới. Đây là hình ảnh của những căn shop house trông rất tuyệt vời quý vị ạ. Những căn shop house của trục đường Novago Hồ Tràm này khi xuất hiện, nó sẽ trở thành một cái điểm đến vui chơi, ăn uống cũng như xài tiền. Và sau đây thì Văn Học sẽ cùng quý vị đến với những con số mà khi quý vị sở hữu những sản phẩm tại Novago Tràm, khi quý vị sở hữu ngôi nhà đó thì giá trị khoảng bao nhiêu, nếu quý vị muốn thanh khoản trong vòng 2-3 năm thì lợi nhuận của quý vị là như thế nào, thì mời quý vị cùng xem phần phía sau. Tại đây thì quý vị có những gói lựa chọn cho 2 năm, 3 năm để quý vị sở hữu những căn biệt thự tại đây. Thì lịch thanh toán của quý vị cực kỳ dàn trải. Quý vị chỉ cần thanh toán đợt đầu tiên khoảng 700 triệu thôi. Sau đó 3 tháng quý vị thanh toán một lần. Một lần thì quý vị thanh toán nó khoảng 5%. Và đặc biệt đến thời điểm trước khi nhận nhà 6 tháng, quý vị có quyền tiếp tục mua sản phẩm đó hoặc trả lại cho chủ đầu tư. Nếu quý vị trả lại thì quý vị sẽ nhận lãi suất 14% một năm theo những gói 2 hoặc 3 năm quý vị lựa chọn. Còn nếu quý vị mong muốn sở hữu những cái sản phẩm đó tiếp theo cùng những cái tiềm năng sân bay, cao tốc hay là safari thì quý vị sẽ được nhận những gói ưu đãi khác kèm theo. Văn Học ví dụ cho quý vị đầu tư một căn 7 tỷ, tuy nhiên cái dòng tiền của quý vị thanh toán từng đợt, đến thời điểm cam kết thì quý vị thanh toán đâu đó khoảng 4,9 tỷ đồng thôi. Nếu quý vị trả lại cái sản phẩm đó cho đầu tư thì quý vị sẽ thu về 1,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó vẫn có lịch thanh toán qua ngân hàng cho quý vị. Quý vị nào muốn dòng đòn bẩy của tài chính thì quý vị có thể chọn phương án qua ngân hàng.
Qua ngân hàng thì quý vị cần thanh toán trước 15% thôi. Ngân hàng sẽ hỗ trợ cho quý vị 50%. Với việc cam kết qua ngân hàng, quý vị vẫn được nhận gói lãi suất 14% một năm. Và phương án cuối cùng đó là một phương án thanh toán nhanh. Quý vị vô tiền một lần 50% khoảng 3 tỷ rưỡi. Thì sau thời gian cam kết thì quý vị nếu không thích sản phẩm đó trả lại thì quý vị sẽ thu về 1,3 tỷ đồng. Và Vân Hồng tin chắc với quý vị rằng khi quý vị sở hữu những ngôi nhà này, chắc chắn việc của 2-3 năm sau quý vị không muốn bán lại đâu. Vì tiềm năng ở đây cực kỳ lớn, với chuỗi của Novagu Hồ Tràm lên 1.000 hecta, với những sản phẩm đây nó sẽ làm bừng sáng khu vực Hồ Tràm. Những con số cam kết này là chỉ dành cho quý vị nào cảm thấy yên tâm khi đầu tư thôi, yên tâm khi sở hữu những sản phẩm tại đây thôi. Chứ con số lợi nhuận của quý vị nó sẽ bỏ xa những con số cam kết này rất là nhiều nha quý vị. Quý vị nào quan tâm những sản phẩm này, quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc cần được hỗ trợ, có thể để lại phần comment phía dưới nha quý vị. Vân Học cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, Vân Học vừa cùng quý vị đi qua một cái thông tin liên quan đến dán Novagu Hồ Tràm với một mức cam kết lợi nhuận 42%. Đây là một số tuyệt vời nhà nhiều quý vị. Quý vị nào yêu thích sản phẩm này hãy gọi ngay cho Vân Học tới số là 0888 373 777. Vân Học sẽ mang những sản phẩm tốt nhất, dịch vụ tốt nhất nhà nhiều quý vị. Vân Học cảm ơn quý vị đã dành thời gian xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại.